Ok và hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thanh SG đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Hungry Shark Evolution nha anh em. Và nếu anh em nào thích video này hay lại cho mình một like, cũng như một bình luận xuống bên dưới video, nó sẽ là cái động lực để mình có thể làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và mình sẽ để link tải của cái tựa game này ở phía dưới phần mô tả và phần comment để anh em có thể tải về và trải nghiệm cái phiên bản mod full game và full tiền. Và anh em có thể sở hữu được con Kraken, con thủy quái mới nhất trong Hungry Shark Evolution nhé. Rồi, link tải thì mình sẽ để ở bên này, anh em có thể qua đó và ấn nút download thôi, khá đơn giản. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu thôi nhé. Hôm nay mình sẽ review cho anh em một con cá mập mới mang tên là con Abyss Shark anh em ạ. Con này giống kiểu là cái con thủy quái. Đây, thủy quái giống như ở bên hình của nó, nhìn trông đẹp vãi cả chưởng luôn. Chúng ta sẽ nâng cấp nó lên trước. Hôm nọ mình không biết nâng cấp cái này anh em ạ. Đấy, nâng cấp cái bite có nghĩa là cái khả năng cắn của nó. Nó thêm nó trâu bò, nó khỏe hơn. Speed có nghĩa là tốc độ của nó sẽ được đưa lên anh em ạ. Bây giờ mình có thể full đấy rồi, nên mình có thể thoải mái mà chiến full vàng. Chứ không anh em kiếm này rất là lâu luôn. Ok, rồi đã max cả boost, cả speed, cả rất nhiều thứ. What the fuck, cái gì đây, 900 game luôn. Cái này là của Baby Aspis. À, đi kèm luôn à. Xịn vãi. Yeah. Ok, có cái gì ngon không? Assassin đi kèm mình. Go Pre. Đây là mình chỉ chọn một trong những con này thôi anh em. Stamina gì đó đây. Nancy. Mình có thể trang bị tất cả những con này vào. Ok, thế này là được rồi anh em ạ. Nếu mà cầm thêm nữa thì chúng ta sẽ rất khó chơi, phải nói rất là khó chơi luôn. Ok, đâu nhỉ, play nhỉ. Rồi bây hiện tại mà con Abyss của mình mới chỉ có level 1 thôi anh em ạ, nhưng mà nó cũng khỏe, nó là một trong những con rất mới. Wow, nó có kỹ năng đặc biệt này anh em, kỹ năng đặc biệt thì đang phải hồi nha anh em. Cái này thì đi nó mượt hơn so với Hungry Shark anh em ạ. Và hình có vẻ nhìn nó cũng rất là đẹp hơn. Nhưng mà tại sao cái này tôi không có map nhỉ? Vấn đề đấy, rất là vấn đề nhá. Không có map. Cái game này nó không có map à? Thế thì nó sẽ rất là khó đi anh em ạ. Chắc là phải có chứ nhỉ. Uầy, phá đá anh em, khả năng phá đá dã man luôn. Con này nhìn trông tởm vãi lều anh em ạ. Cái mồm của nó đếch phải mồm cá rồi anh em nhìn không? Uầy, mồm của quái vật thì đúng hơn. Nào, lượn lờ ăn bọn cá vớ vẩn này. Đây là chúng ta sẽ được đi vào cái miền Bắc Cực đây mà. Đấy, chỗ này vẫn là miền Bắc Cực anh em ơi. Hello. Bay lên. Ok, cái này không có boost nhỉ? Đây, boost rồi anh em ơi. Ta đang ơi bò không bò nữa rồi anh em ơi. Cái này là cái thế giới khác nhé, ngày xưa là thế giới băng giá thì phải, mình nhớ là thế giới băng giá. Ui, ở dưới nước mình bá đạo quá. Ôi, chúng có chân đây anh em ạ. Tôi có skill này, và tôi sẽ test thử skill này cho anh em xem nhé. Nào, xuống dưới. Wow, tạo lỗ đen và nó hút tất cả những con cá xung quanh lại ạ. Ui giời ơi, dã man ta. Ở trong này không có cái chế độ giống như kiểu ở bên kia để kiếm ngọc trai nhỉ. Cái game kia lại sinh ra cái kiếm ngọc trai, khiến chúng ta khó khăn khi sở hữu những con cá mập mới. Những con cá mập mới khó sở hữu quá. Ở bên Hungry Shark anh em trong nước mũi nhỉ. Lông mũi dài quá. Anh em phải thường xuyên cắt lông mũi nhá, để dài như mình không mà ngứa cả mũi ra, khó chịu lắm. Khi dùng tay mà ngoáy mũi thì rất là mất vệ sinh, rất là bẩn. Ok, chưa đi đâu đây, trời ơi, không có map nó rất là khó đi anh em ạ. Con này thì rất là đẹp rồi, dĩ nhiên là cực kỳ là đẹp rồi. Ui, ok boy, đây là bạn ơi, tôi sẽ ăn hết những cái bình cuốc này. Tôi đang đi đâu đây? Tôi đang bị đốt bởi dung nham anh em ạ. Tôi ghét mấy cái dung nham này quá. Sợ thật, chỗ này toàn dung nham anh em. Chính ra cửa này khó vãi đạn luôn. Ở đây là chỗ này có thể thoáng hơn này. Cá mập.
khá mập nề. Bao giờ thì tôi mới lên được cấp nhỉ? Đây là tận cùng chưa? Hình như là chưa. Kiếm thêm được ít game nữa. Mấy cái lọ fruit này để giải nhiệt mùa hè à? Chúng ta đang đi sang khu vực nào rồi đây? Vì đây là tầng đáy anh em ạ. Ơ cái gì ấy? Tưởng cái gì có ăn được. Ồ chỗ này là chỗ có bức tường anh em ạ. Ôi tôi bị trả về ấy rồi. Trả về nơi sản xuất rồi. Con này là trâu vãi đạn luôn anh em. Bút đi anh em ơi. Bút nhanh nào. Ăn mọi lúc mọi nơi nào. Mình có hồi cái này rồi. Ui. Ai chà 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 chà. Chà chà. Mày bắn tao ạ. À? Được đấy. Rồi phá hết đá ra đi cho dễ ạ. Có mấy con tàu. Con này có khả năng ăn được mìn anh em. Vì nó quá to. Cái gì đây? Sóng âm à? Tự động phát ra sóng âm à? Khiến cá bị đơ hết anh em ạ. Ui rồi. Khủng khiếp nhờ. Khủng khiếp thế. Không có gì còn đỉnh cao hơn con cá mập này rồi. Nó quá khủng rồi anh em. Ui, sự tiêu sang ra tôi ăn phát. Hello. Hello baby. Mà thế làm thế nào để mà cày cấp được cái game này ra? Tôi đang rất là khó hiểu sao cày cấp được đây. Hello. Hello. Hello bạn ơi. Đi lướt nhanh thật sự luôn. Trên cạn này nó có chân. Chạy đi đâu? Con này nó dám giả dạng mình. Ui. Lại là sóng âm rồi. Lại là sóng âm rồi. À con tàu này nó khá khó chịu. Còn lợn này. Còn lợn này con kia nó vừa thổi lửa anh em ạ. Láo thật. Láo thật sự luôn. Láo với bác không được. Đi nào. Cái này đường hẹp thế nhỉ. À bộ con này là con khỏe này. Con này là con gì nhỉ? Quỷ quái là trước mình có từng review một lần rồi. Hai. Một phát cắn này. Uầy. Con này bá đạo quá anh em ạ. Quá là xịn luôn. Đấy, lên bờ, lên bờ, lên bờ, lên bờ. Ôi. Ôi lại đây có một cái lỗ này. Lại có một cái để có thể chui vào này. Vào thôi. Cái này như sẽ dẫn chúng ta đến Bắc Cực thì phải. Nó sẽ có hai khu vực đúng rồi. Đây là khu Bắc Cực anh em. Máy bay kìa. Máy bay kìa bạn ơi. Ơ. Ơ. Tại sao nhỉ? Tại sao lại như vậy ta? Hút lại, hút lại, hút lại, hút lại, hút lại, hút lại. Ok, 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 ok. Nào, 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 nào. Tôi sẽ ăn hết đống này luôn. Ui, ui. Dã man nhỉ? Đúng thế. Ui, trời ơi. Đông một cách kinh hoàng luôn ạ. Wow. Từ từ ăn phát. Ô, từ từ, từ. Chạy đi đâu đây? Chỗ này đánh rồi. Chỗ này đánh rồi anh em ạ. Chúng ta sẽ đi ăn cái khác. Ăn ở khu vực khác. Wow. Binger. Ta sẽ xuống dưới đi. Cho nổ tàu đi á. Ăn hết cái đống này. Wow. Đánh đại chiến con đấy anh em ạ. Con Kraken. Ok 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 ok. Con này to quá nhỉ. Chết rồi chết rồi chết rồi. Chúng ta không đủ đẳng cấp để ăn cái con Kraken này à? Ô, không đông được rồi. Nó cần nó yêu cầu là con cá lớn hơn anh em ạ. Ôi Kaiju à, Kaiju à. Ngày xưa Kaiju là một trong những con VIP vãi trưởng luôn anh em ạ. Nhưng mà bây giờ thì yếu nhất rồi. Ôi, toàn cá lồng đèn này. Hình như đây là hang cua cái gì đó thì phải. Trong truyền thuyết thì bảo đây là hang cua hay là cái méo gì đó. Tôi không nhớ đây là cái gì. Ôi có bức tượng rồng vàng kìa. Đấy phát. Ờ không xuống được ạ. Thế đường này đi kiểu gì? Đường này đi kiểu gì đây? Tôi chưa biết là sẽ đi kiểu gì ở cái chỗ đường này luôn. Ok ok, ra sang bên này, sang bên này, sang bên này. Sang bên này bạn ơi. Đây, 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 đây. Tàu này. Tàu gặp ăn phải mình ấy là vỡ mồm ngay. Ui lại Kraken. À, sao nó cứ ám mình suốt từ lúc nãy giờ nhỉ? Không làm bá chủ rồi. Con này vẫn thua Kraken nha anh em. Con Kraken vẫn là bá chủ hiện tại. Ui dồi ôi. Phát ra sóng âm và khiến cá bị đơ luôn ạ. Sao còn hút lại chứ. Tuyệt kỹ ngàn năm có một. Ok đi đâu đây. Có một cái hang nho nhỏ ở dưới này. Tôi đang
gắng phá hết ra để xem nó có cái gì không. Nó đang đi xuống dưới anh em ạ. Ô quả chùy, hôm nọ nhà là quả chùy gì mà nhỉ? Vấn đề là đấy có map. Hay mình phải mua cái tờ map ở trong nhà nhỉ? Có lẽ là vậy anh em ạ. Rồi ok, và hẹn gặp lại anh em nhá. Và xin chào anh em. Thì link tải mình sẽ nhớ mình để ở phía dưới phần mô tả và phần comment nhá. Anh em phải vào đó và tải về nhé. Xin chào và gặp lại nhá. Bye bye. Okay.